phố phối hợp với Cung Thiếu Nhi Hà Nội vừa tổ chức cuộc thi vẽ tranh quốc tế với chủ đề Em yêu Hà Nội, thành phố Hòa Bình. Cuộc thi thu hút 120 thanh thiếu nhi Hà Nội và quốc tế từ 3 đến 15 tuổi với chủ đề Em yêu Hà Nội, thành phố Hòa Bình. Đây là dịp để khuyến khích tài năng sáng tạo nghệ thuật của thiếu nhi Việt Nam và quốc tế, đồng thời là cơ hội tốt để trẻ em có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị các bức tranh với những màu sắc tươi vui đề tài phong phú là một món quà tinh thần có ý nghĩa thiết thực thể hiện sâu sắc tình yêu quê hương đất nước đặc biệt là tình yêu hà nội thành phố hòa bình ước mơ về một thế giới hòa bình không còn chiến tranh đói nghèo kết thúc cuộc thi thí sinh nguyễn thị diễm anh đến từ cung thiếu nhi hà nội và thí sinh sustova dolina đến từ đại sứ quán nga tại việt nam đã đạt giải nhất ngoài ra ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng khác cho các thí sinh bao gồm giải sáng tạo giải dành cho thí sinh nhỏ tuổi nhất giải hà nội trong trái tim em